Tình yêu và tham vọng tập 59 hé lộ tình tiết Minh bị bãi nhiệm chức tổng giám đốc Hoàng Thổ ngay lúc anh tìm được tình yêu cho mình. Review tập 59 của bộ phim Tình yêu và tham vọng hé lộ tình tiết ngọt ngào khi Minh và Linh không còn ngần ngại bày tỏ tình cảm với nhau nữa. Linh hỏi Minh rằng có thấy phiền không khi anh vô tình làm gián đoạn cuộc điện thoại của anh cùng Tuệ Lâm. Trái với sự mong đợi của người yêu, Minh nhanh chóng trả lời, tất nhiên là có. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh đã nhanh chóng làm Linh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nếu từ bây giờ em không phiền anh nữa thì anh sẽ cảm thấy rất lo lắng đấy. Vừa vui vừa bất ngờ khi nghe lời nói yêu thương của người yêu, Linh liền hỏi, anh học đâu ra cách nói dẻo miệng thế? Minh trả lời một cách tự nhiên, mình thích thì mình nói thôi. Ở một diễn biến khác, Sơn và Cathy đã có một cuộc gặp gỡ mới. Vừa gặp, cặp đôi tiếp tục tranh cãi tại hầm gửi xe. Điều này khiến cho Linh thắc mắc, lần đầu tiên em thấy anh lớn tiếng với một cô gái xinh đẹp như vậy đấy. Ngay lập tức Sơn đáp, em không cần quan tâm đến con người khó chịu đó. Không đứng yên để Sơn nói mình như vậy, Cathy đã đá vào chân Sơn, tóm lấy cà vạt của anh chàng trước mặt Linh. Anh nói ai khó chịu đấy hả? Sơn không nhượng bộ, tuyên bố có thể kiện cô vì đã hành hung anh. Cathy không sợ hãi mà thách thức, anh đi kiện đi, anh kiện đi, rồi lấy ai hỗ trợ Hoàng Thổ giải pháp công nghệ. Lúc này, Linh vừa cười vừa lặng lẽ rời đi, để lại không gian đẹp cho cặp đôi. Một tình huống gay cứng trong tập 59 sắp phát sóng, khi Minh vừa dám đối mặt với tình yêu, hạnh phúc với Linh, cũng chính là lúc Minh bị bãi nhiệm chức tổng giám đốc Hoàng Thổ vì Minh không đồng ý kết hôn với con gái của ông Thạch. Ông Thạch đã tìm cách dồn lực để công ty Hoàng Thổ chính thức thuộc về tay mình. Tính theo tỷ lệ phần trăm của cổ phần thì Trần Nguyên Minh có 48% ủng hộ, còn tôi 52%. Như vậy, chúng ta đã biết ai là chủ tịch mới của hội đồng quản trị rồi, có phải không? Ông Thạch tuyên bố. Liệu Minh có ngồi yên để mặc ông Thạch được bổ nhiệm vào vị trí của anh hay không? Khi biết được sự xảy ra với Minh, Tuệ Lâm sẽ có những hành động nào? Sau những tranh cãi, Sơn và Cathy sẽ trở thành một đôi ăn ý trong tình cảm lẫn công việc hay không? Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 59 của bộ phim Tình yêu và tham vọng phát sóng lúc 21h30 ngày 15 tháng 9 trên kênh VTV3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé!